Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi tiếng Việt lớp 3 tuần 4 trang 30-31. Thì trong quá trình xem, nếu các em thấy có quảng cáo thì hãy nhấn vào xem để ủng hộ thầy Liêm có thêm kinh phí để làm những video tiếp theo nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung của bài hôm nay. Đầu tiên là nghe viết. Câu 1, nghe viết. Người mẹ. Một bà mẹ có con bị thần chết bắt đi. Nhờ thần đêm tối chỉ đường, bà vượt qua bao nhiêu khó khăn, hy sinh cả đôi mắt của mình để giành lại đứa con đã mất. Thấy bà mẹ thần chết vô cùng ngạc nhiên, thần không hiểu rằng vì con người mẹ có thể làm được tất cả. Thì cái phần nghe viết chính tả này thì các em có thể nhờ bạn bè hoặc là người thân đọc cho chúng ta biết, và sau đó chúng ta sẽ kiểm tra lại cái lỗi chính tả của mình. Rồi bây giờ mình sẽ cùng trả lời cái câu hỏi ở dưới đây là tìm các tên riêng trong bài chính tả. Các tên riêng ấy được viết như thế nào? Thì chúng ta thấy rằng các tên riêng ở trong bài chính tả này đó là thần chết và thần đêm tối. Rồi các tên ấy thì được viết đều được viết hoa ở chữ đầu. Rồi tiếp theo câu 2. A. Điền vào chỗ trống giờ hay giờ. Giải câu đố. Hòn gì bằng đất nặng xếp vào lò lửa nung 3-4 ngày, khi ra đỏ hay hay, thân hình vuông vắn đem xây cửa nhà là gì? Thì ở đây chúng ta sẽ điền vào chỗ trống là giờ hay là giờ. Thì đầu tiên chúng ta lần lượt chúng ta sẽ đi như sau. Hòn gì bằng đất nặng ra thì chúng ta sẽ điền là r ra. Hòn gì bằng đất nặng ra xếp vào lò lửa nung 3-4 ngày, khi ra da đỏ hay hay, thân hình vuông vắn đem xây cửa nhà. Đó là hòn gạch. Rồi tiếp theo cô B giải câu đố sau. Trắng phao cày thửa ruộng đen, bao nhiêu cây trắng mọc lên thành hàng? Thì đây là, đó là phấn trắng và bảng đen. Trắng phao cày rửa ruộng đen, trắng phao cày thửa ruộng đen. Ruộng đen đây là bảng đen. Rồi bao nhiêu cây trắng mọc lên thành hàng, đó là phấn trắng. Như vậy ở câu này đó là phấn trắng và bảng đen. Rồi tiếp theo câu 3. Tìm các từ A chứa tiếng bắt đầu bằng giờ, G hoặc R có nghĩa như sau. Hát nhẹ và êm cho trẻ ngủ, có cử chỉ lời nói êm ái dễ chịu, phần thưởng trong cuộc thi hay trong trò chơi. Thì sau đây các từ mà có chứa tiếng bắt đầu bằng giờ, G hoặc R có nghĩa như sau. Hát nhẹ và êm cho trẻ ngủ đó là ru. Có cử chỉ lời nói êm ái dễ chịu thì đây là từ dỗ dành. Phần thưởng trong cuộc thi hay trong trò chơi đó là giải thưởng. Rồi tiếp theo câu B. Tìm từ chứa tiếng có vần ân hoặc ân có nghĩa như sau. Cơ thể của người cùng nghĩa với nghe lời, dụng cụ đo khối lượng sức nặng. Thì từ chứa tiếng có vần ân hay ân có nghĩa như sau. Cơ thể của người đó là thân thể. Cùng nghĩa với nghe lời đó là vâng lời. Dụng cụ đo khối lượng sức nặng đó là
cái cân. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi tiếng Việt lớp 3. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.